Rồi shop đồ có Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay shop soạn được 8 con máy nha nè. 8 con máy thì đợt này shop bán sẽ giảm thanh lý nè. Thì giá trên đây là giá chưa bao gồm phí ship nha. Anh em mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Hàng đảm bảo sẽ đúng theo video cho anh em nha. Thì ship code là toàn quốc nha. Anh em được kiểm tra hàng thoải mái đó. Rồi thì shop sẽ lên từng con nha. Đó, anh em nhận hàng thì anh em nhớ kiểm tra hàng nha. Hàng anh em nhận thì kiểm tra hàng trước trước mặt mấy anh em mà shipper nha. Chứ anh em phải phải kiểm tra nha, không kiểm tra là sau này shop không chịu trách nhiệm nha anh em. Đó, anh em thấy ok thì anh em nhận, còn ok trả về nha. Rồi thì shop giới thiệu cho anh em là một con Ben nha anh em, máy Ben Mỹ nha anh em. Đó, Made in USA nha. Đó. Con này là size 5000 nha anh em. Đó, cước là 0.35 mm là một vô 175 m nha. Cước 0.3 là vô 200 209 219 m nha anh em. Đó. Mobile là mobile sống nha. Dạ, cước ok nha anh em, con lăn còn rất là sáng nè. Dòng này có cốc trợ lực nha anh em. Bên này có cốc trợ lực nha. Mình dùng bên nào con nào cũng có cốt trợ lực cái này. Con này thì ta quay đổi trái phải được nha. Đổi trái phải được. Rồi con này thì bị mất một bên tem nha nè. Con này là con Ben 450SS nha. Ê, 440SS. Radio là 5.1. Mất in da băng, ta quay đổi trái phải ha. Đó, con này bán cho anh em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu size 5000 nha này. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Ben 5500SS nha này. Đó, con này thì size thật tương đương tầm khoảng 8000 nha này. Cước số mình không để nè. Con này có đó này. Cứ 0.4 là vô 200 205 m đó nè, 205 m. Cước 0.35 là vô là 250 m. Nó sai thật tôi con này tương đương tầm khoảng 8.000. Ratio của nó là 4.6 nè. Tay quay đổi trái phải được ha, tay quay là dặn ren nha nè. Dặn ren ha. Đã tay trái thì anh em dẫn nút này qua, dẫn cái nút này xong rồi rồi đem cái nút, đem cái tay quay, dẫn tay quay đem qua dẫn thôi nên nó con này bật đạn đầy đủ như này. Trong này dòng bên này thì bật đạn đầy đủ, cốt trợ lực ha. Made in là USA nha nè. Mobile là mobile sống nè, và cứ ok ha, con lăn nè, con sáng ha. Xong ngoại hình còn khá đẹp nha nè, có trời xước nha, có trời xước nha, tay quay hơi xấu, có bọc tróc nhẹ, nhưng mà cái này là nếu mình về mình đánh làm sơn lại màu đen thì ok nè, chưa cực sơn lại ha. Rồi con này mà bán cho anh em với giá là 2 triệu nha, 2 triệu giá chưa bao gồm phí ship nha nè. Rồi tiếp theo là giới thiệu anh cho anh em con số 3, cũng là con Ben 5500SS nha. Đó. Size cũng là 8000 giống như con số 2 nha này. Cũng cốt trợ lực ha, cũng cốt trợ lực. Radio là 4.6 ha. Đây, cốt trợ lực ha này. NOSA ha, tay quay đổi trái phải được nha. Đó, anh em xem ha, con này thì đẹp hơn tí ha, tay quay đẹp hơn tí, anh bán giá 2 triệu mốt nha nè, đẹp hơn con số 2 nha, bán 2 triệu mốt. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 4 là con Daiwa, team Daiwa nha anh em, team Daiwa 4000 HIA nha anh em. Nó con này cước số 4 là vô 180 m nè. Cước số 3 vô 250 m thì sẽ thực tương đương tầm khoảng 5000 nha nè.
mắt in là da băng nha anh em. Đây qua tim da băng, tim lụa nha, da băng nè nha. Ta quay đổi trái phải được nha, máy hoạt động rất là ok nha nè. Này nó còn cước BE trong trong máy nha nè, anh em về thấy xài được thì anh em xài, không được thì anh em bỏ thay cái mới ha. Dòng có cốc đo lực luôn nha nè, dòng này dòng có cốc đo lực luôn nha. ABS đầy đủ nè. Nó hoạt động rất ok nha nè. Cái này là shop chỉ vệ sinh bên ngoài thôi nha anh em, đó bên trong máy là chưa có đụng chạm tới nha. Đó, anh em về anh em có thể vệ sinh lại bên trong nha anh em. Rồi con này bán cho anh em với giá 2 triệu nha. 2 triệu giá chưa bao gồm phí ship nha nè, size 5.000. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Ultega nha anh em, Shimano Ultega. Con này Ultega 6.000 nha anh em. Ra 6.000 này. Con này 5203 ha, 203 nha nè. Mô bin là mô bin sống nha. Mobile mua sáng gạch rất ok ha. Con lăn màu sáng nè, made in là made in Malaysia nha, Malaysia. Trước số cước BE số 1.5 là vô 460m, BE số 2 là 390m, BE số 2.5 là 260m, BE 3.0 là 230m, BE là số 4 là 210m. Còn cước ni lông thì cước số 4 vô là 240 m, cước số 5 là 180 m, cước số 6 là 150 m ha. Con này có nút châm dầu luôn nha anh em. Máy thì hoạt động rất là ok, rất là êm nha. Rất là êm nha anh em. Ngoại hình còn khá đẹp ha, còn khá là đẹp nha anh em. Cái này là dầu nha anh em, dính này dầu nha. Dầu máy nó áp vô nó dính vậy nè, chứ không phải trầy nha. Đó, anh em xem nữa ha. Nè, đít nè ha. Đó, đít chuẩn ok luôn ha. Đó. Nó hoạt động rất im. Rồi con này bán cho anh em với giá 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi nha. Đó, anh em mua cái đưa. Mua cái này shop tặng cho anh em một cái con này nha, riêng con này nha, tặng cho anh em cái này nha. Đó. Bỏ vô để đựng máy nha nè. Chỉ riêng con này thôi nha anh em. Đó. Đó, tặng bỏ vô vậy đó, dành nha. Con riêng con này thôi nha. Đó, con chắc không có đính này nha. Rồi. Cái này để cái bao này nó vừa. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 6. Con 6 là con Shimano Twin Power 6000 BG nha anh em. Con này size thật cũng 6000 luôn nè. Cước số 6 vô 160m, cước số 5 vô 290m, số 4 vô là 240m ha. Đó, made in là made in da băng nha anh em, tem lụa da băng. Đó, máy hoạt động thì rất là ok nha. ABS rồi bạc đạn đầy đủ nha anh em. ABS bạc đạn đầy đủ. Đây cốc trợ lực đầy đủ nha nè, cối là đúc nguyên khối nha nè.
Rồi con này bán cho anh em giá 2 triệu 7 nha anh em. 2 triệu 7 nha. Máy rất đẹp nha anh em. Có trầy xước nhẹ thôi nha. Đó. Nè, anh em xem mà. À. Máy đẹp nha. Tay quay đổi được trái phải bình thường nha anh em. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Twin Power HG nha anh em. Twin Power HG, con kia là BG, con này là HG nha anh em. Đó. Con này tay quay là tay quay núm độ núm rồi nha anh em. Đó, núm núm độ rồi nha. Đó. Ta độ sẵn luôn. Đó. Mô bin là mô bin sống nha. Size cũng 6.000 ha. Thì cước số 5 vô 170 m, cước số cái này BE đây nè, cước số 6 vô là 160 m, cước số 5 190 m, cước số 4 240 m ha. Đây cốt trợ lực ha. Con này là cối vàng. Mô bin là mô bin sống. Đẹp trước ok nha. Công năng sáng ha. Mắt in là mắt in da băng luôn nha anh em. Da băng nha. ABS đặt đạn đầy đủ nha anh em. Đúng rồi, dòng này nổi tiếng anh em cũng biết rồi đó. Nó thua teo la thôi nè, nó thua dòng teo la thôi. Rồi con này bán cho anh em giá là 3 triệu 2 nha, 3 triệu 2 giá chưa bao gồm cái ship nha anh em. Rồi đây con nữa nha anh em, đây con này chung chung là mình lấy bên Nhật là lấy một chủ xài nha, một chủ người ta xài một cặp ha, một cặp thì người ta cũng đã độ tay quay xong luôn ha anh em, tay quay ta độ sẵn luôn. Cái nấm nè, nấm kim loại nha nè, nấm kim loại đậu sẵn nha. Máy hoạt động rất là ok nha. ABS đầy đủ ha. Mô bin là mô bin sống. Dạ, rất ok. Con lăn nè ha. Nè, xem ngoại hình ha nè. Nấm châm dầu nữa ha. Máy chỉ vệ sinh bên ngoài, chưa vệ sinh bên trong ha anh em. Đó, nói chung là chưa vệ sinh bên trong nha. Đó, anh em về thì này con này thì có cái cối nó có dính cái gì đây nè, dính dầu dính dính cái gì anh em mày. Đó. Nhưng mà có muối ăn thì chắc nhẹ xíu à, nhẹ rất là nhẹ nha. Rồi con này bán cũng 3 triệu 2 nha anh em, 3 triệu 2 cặp nha anh em. Mua cặp bao ship ha, mua cặp thì bao ship đó. Thì shop vừa lên cho anh em là 8 con máy đó, anh em thấy ok ưng ý con nào thì anh em cứ chốt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039, shop có để trên màn hình của video anh em đó. Anh em nhớ đừng quên bấm like và đăng ký nha anh em, đăng ký kênh để shop có lên lô mới thì YouTube nó sẽ thông báo cho anh em nha. Rồi tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở video tiếp theo nha, chúc anh em ngoài đi câu thật nhiều cá nha anh em. Rồi tạm biệt anh em.